Rồi chào anh em ha. Nay em quay giới thiệu cái xe này em mới mua nè, của ông anh ông chia lại. Quay này khoe cho anh em coi chơi thôi chứ chưa có ý định bán ha. Tại mới mua chơi chưa có đã. Này xe mới là nó 11 triệu em coi trên web đó mà giờ nó không có hàng nha anh em. Này ông anh chơi rồi ông chia lại cho em nè, giống như giữ giùm cái chiếc xe của ổng vậy đó, quý lắm mới mới bán cho. Cũng cảm ơn người anh nữa luôn ha. Đó. Thì xe nó còn đẹp lắm, có dàn áo rồi nữa mà em làm biếng gắn, bật công tắc lên giật cho anh em nghe thử nha. Nghe tiếng đã lắm nè. Đây nè, cái này có thắng nữa ha. Nè, khi mà mình đá cái tay về trước nè, thắng cháy đèn đít luôn. Nè, cái này nó ép cái ly hợp thắng vô nè. Nè, cái servo nó ép cái ly hợp thắng vô. Đó. Xe này chạy tốc độ em coi là người ta quảng cáo là khoảng 80 km/h á. Quay đặng giao lưu cho anh em biết, em cũng đam mê chứ cũng cũng dành dụm biết bao lâu mới có tiền mua được chiếc xe này anh em. Mê lắm cái xe này, mà ai gặp mà không thích nữa anh em. Có đèn luôn nè, không ông anh chế đèn nè, bật lên đây nè, được tối là sáng hực luôn á, tối là sáng gực bầu trời luôn ha. Rồi này chạy để dành bóp đầu gì nữa nè, mà em không có thay cái bố bóp đầu, chạy sợ nó tổn xe quá, em gắn lò xo nhỏ chạy đều đều bên em ơi. Giật nổ, giật là nổ. Cái tiếng bồ nó nổ kích thích lắm mà. Phục bổng rồi chắc chắn lắm. Còn cái này úp vô đây nữa nè, tại mình tháo ra đây. Úp vô giảm thanh lên nè. À, giảm thanh nè. Cái là lớn là liền. Đó thì nó có vậy thôi. Quay lên clip giao lưu cho anh em coi ha. Có nhúng này nè, phuộc rồi nè. Phuộc nhúng nhẹ nhàng trước sau luôn. Cứng khừ. Cái này ông anh mua 11 triệu ha, mà chưa có tính tiền ba tiền độ này nữa. Lọc gió nè, đèn nè, cái này kia nó vòng vòng với
hai cái ống giảm thanh này nữa là khoảng 2 triệu rồi đó. Ông anh chia lại cho em thì để em chơi gì đó. Này em chơi chán thì anh em muốn chia lại thì em cũng bán luôn. Mà bây giờ thì chưa chán, mới chơi đây 2-3 ngày nay à. Giờ quay lên clip giao lưu cho anh em coi chơi. Cái máy này thì máy Ruvan 29cc nè. Nó giống như cục máy G2D của mình á. Thấy có nhiều anh em cũng chế cục máy G2D vô. Cái đời này thì chạy thấy nó cứng khừ rồi nè. Vững lắm. Rồi quay giao lưu anh em vậy ha. Đăng cái clip cho coi đỡ buồn. Anh em nào có muốn mua máy cưa máy cắt cỏ thì cứ chờ em ra clip ha, khoảng 12 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều. Cái thời gian khung giờ của em á. Bữa nay đường mưa, đường hơi ướt rồi chạy nó hơi dơ nè. Nào rảnh rảnh em quay clip chạy cho anh em coi chơi. Để hồi em ghép cái clip mà hôm qua em chạy dưới đất chỗ mé ruộng. Chạy chưa có gành, anh em thông cảm nè. Chạy sờ quần cho bụi bay thắng đồ này kia chơi thôi. Rồi ha. Quay chia sẻ đam mê thôi, em cũng mê cái này lắm. Tàu xe gì cũng thích. Động cơ cũng thích luôn. Đó thì ai có đam mê thì bình luận ở dưới đồ chơi giao lưu cái ha. Em cũng để dành biết bao lâu mới mua được cái xe này anh em. Rồi chào anh em ha. Chúc anh em đam mê có vui chơi giải trí lành mạnh. Anh em muốn mua máy thì liên hệ em ha. Máy móc, máy cưa, máy cắt cỏ này nè, em cũng mới về nè. Mấy đơn này em soạn gửi khách. Có mấy cái máy này còn nè, anh em nào muốn mua thì liên hệ. Máy cưa 502, Echo 253, cơm 26 có đề nè, này VIP nè. Xin đây qua 23 TL43 có đề Trung Quốc nha. Rồi máy Shingu 650.000 mới hổm nè. Máy thổi lá này hơi yếu hơi. Rồi cái máy bơm nước. Đó. Như video ha, anh em nào muốn mua cái gì thì chụp ảnh màn hình lại inbox em. Rồi chào anh em luôn.